Model là Onkyo N7TX. Chức năng chính của dàn này là CD hoạt động ok, MD không đọc. Phía sau dàn có ngõ AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính. Và đặc biệt trên Amply có ngõ Optical dùng giải mã DC24bit trực tiếp trên Amply không cần đĩa mồi. Công suất Amply là 45W. Hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V. Đây là ngõ AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính. Cắm anten vào đây để nghe radio AM, FM. Có hỗ trợ ngõ sub out để kết nối sub điện rời, tăng thêm dãy âm trầm. Công suất của loa là 70W một thùng, 140W trên cặp loa. Đây là góc cạnh tổng thể mặt sau của cả bộ dàn. Em ship hàng toàn quốc, chỉ cần các bác cho địa chỉ là bưu điện sẽ mang hàng tặng nhà cho mình. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 500.000 nhãn hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện hoặc chuyển đủ 100%. Bên em sẽ tặng cho mình một cái remote học, tức là cái khiển học. Các bác có thể chỉnh được bass nè, treble nè, chỉnh được super bass siêu trầm nè và chỉnh được full chức năng trên dàn. Ngoài ra bên em có bán đĩa CD nhận chip nhạc theo yêu cầu, có bác anten để mình cắm vào Amply nghe được radio AM hoặc là FM. Lưu ý giúp em, đây là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V. Nếu các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 200V hoặc là có nhu cầu gắn thêm bộ Bluetooth phía trong của Amply thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện và gắn Bluetooth cho mình. Gắn Bluetooth phía trong Amply nó sẽ bắt sóng xa hơn, chống nhiễu rất là tốt và chất lượng âm thanh hay hơn rất là nhiều so với Bluetooth gắn phía ngoài nha. Bass của loa là 14cm. Màng là sợi cây la tổng hợp hay còn gọi là sợi carbon, rất là bền, đánh rất là lực, chất lượng âm thanh rất là hay. Và gân là gân giải tẩm dầu sức ngực như vậy, chép đơm. Chiều cao của loa là 28cm, chiều ngang cả bộ dàn là 54cm. Sử dụng tốt cho phòng từ 15 đến 30 mét vuông. Em vừa test chất lượng âm thanh qua chức năng đĩa CD. Và tiếp theo em sẽ test chức năng optical giải mã cho các bác tham khảo. Bây giờ mình sẽ nghe nhạc test. Nhạc không